Quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Thưa quý vị, tối mùng 9 tháng 4, Hà Nội ghi nhận hơn 2.200 ca mắc mới, giảm gần 700 ca so với ngày trước đó. Long Biên là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Cụ thể, 2.202 bệnh nhân mới ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 388 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận bệnh nhân trong ngày như Long Biên 145, Hoàng Mai 139, Sóc Sơn 138, Thanh Trì 124, Thanh Sơn 120. Như vậy cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 cho đến nay là 1 triệu 520.619 ca. Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố chỉ còn 150.681 ca COVID-19 đang điều trị theo dõi, giảm gần 5.000 ca so với ngày trước đó. Trong số này, 674 ca điều trị tại các bệnh viện chiếm hơn 0,4% và hiện không còn bệnh nhân điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố hay của các quận huyện, thị xã. Còn lại 150.007 F0 theo dõi cách ly tại nhà. Ngày 8 tháng 4, Hà Nội không ghi nhận số ca tử vong do COVID-19. Như vậy, thành phố đã ghi nhận 1.331 người tử vong do COVID-19 trong gần một năm qua. Về tiêm vaccine đến nay, hơn 90% dân số từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã tiêm mũi 3 nhắc lại. Đây là số lượng tiêm bởi các trung tâm y tế quận huyện, thị xã tại Hà Nội và các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 2 đạt hơn 99%. Kỳ nghỉ lễ gió tổ từ mùng 9 đến 11 tháng 4 dự kiến sẽ có cả triệu người chọn đi du lịch. Đây chưa phải là kỳ nghỉ cao điểm như dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhưng một số nơi như Sapa, Lào Cai, Đền Hùng, Phú Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Hạ Long, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế cũng sẽ đông khách. Năm nay, lễ hội Đền Hùng Phú Thọ tổ chức đầy đủ cả phần lễ và hội sau 2 năm hạn chế, trong đó nhiều hoạt động như lễ dân hương, rước kiệu, hội thi gói nấu bánh chưng, biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao tối mùng 9 tháng 4, dự kiến lễ hội sẽ thu hút lượng du khách tăng mạnh. Thậm chí trong ngày mùng 9 tháng 4 đã ghi nhận hàng vạn du khách chân chân lên Đền Hùng, dân hương dù chưa đến ngày chính lễ. Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, đã hoàn tất các công tác sửa chữa cái tàu bổ sung phương án phòng dịch, phòng cháy và chữa cháy, đơn vị thành lập các đội tự quản để gánh lễ giúp khách, không để tình trạng lộn xộn, mất sự tôn nghiêm. Ban tổ chức có nhiều hoạt động như múa rối nước, triển lãm, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí cắm trại, giả ngoại để du khách có thêm lựa chọn tránh ủng tắc tại các đền. Ngoài ra, ban quản lý khuyến khích khách trải nghiệm những hoạt động tránh khung giờ 7 đến 9 giờ ngày 10 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, vì đây là thời điểm làm lễ chính có sự tham dự của nhiều quan chức. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, kỳ nghỉ lễ này dự kiến khách đến thành phố Vũng Tàu Đông có khả năng sẽ kẹt xe cục bộ, tuy nhiên thành phố đã có kinh nghiệm đón khách các kỳ nghỉ lễ thời gian qua nên không gặp nhiều khó khăn. Sở du lịch đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố hiệp hội doanh nghiệp du lịch chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón khách. Trước kỳ nghỉ đoàn thanh tra sở kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm hồ sơ giấy tờ, cơ sở vật chất, bảo đảm quy định về an toàn môi trường, thực phẩm, chữa cháy, tránh hiện tượng chặt chém. Đoàn cũng kiểm tra công tác cứu hộ cứu nạn bờ biển, hồ bơi. Các cơ sở cần đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng đón khách. Ông nói khách đến Quảng Ninh dịp dỗ tổ dự kiến 60% có công suất khách sạn, nhà nghỉ. Khoảng 12.000 đến 15.000 khách sẽ tham quan Vịnh Hạ Long. Lượng khách này chưa phải mức cao cực điểm nên công tác chuẩn bị không gặp vấn đề lớn. Hiện Quảng Ninh vẫn miễn 50% vé tham quan Vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh yên tử cho đến hết năm 2022. Lễ dỗ tổ Hùng Vương là thời gian nghỉ ngơi đầu tiên trong năm nhâm dần, cũng đúng vào lúc Việt Nam tiến hành mở cửa du lịch trong và ngoài nước. Thực tế mở cửa không phải là một quyết định hành chính với du lịch càng thể hiện rõ, nhưng thời điểm này du lịch đang đứng trước những mốc thời gian quan trọng và cơ hội là không hề ít. Dù là thách thức hay cơ hội, du lịch Việt Nam cũng đang bước vào thời kỳ cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia, bởi đại dịch đã đưa ngành công nghiệp không khói toàn thế giới về lại điểm xuất phát. Những quốc gia nào có sự chuẩn bị tốt hơn sẽ tiến nhanh hơn trên quá trình phục hồi. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 9 tháng 4 năm 2022. Tình hình dịch COVID-19, thông tin các ca COVID-19 mới, tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 4 đến 16 giờ ngày 9 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 10.715 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 2.202 ca, Bắc Giang 1.956 ca, Nghệ An 1.656 ca, Phú Thọ 1.652 ca, Yên Bái 1.608 ca, Lào Cai 1.544 ca, Đắk Lắc 1.210 ca, Bắc Cạn 1.118 ca, Quảng Ninh 1097 ca, Quảng Bình 1037 ca, Lạng Sơn 990, Tuyên Quang 959, Vĩnh Phúc 954, Thái Bình 931, Hải Dương 820, Thái Nguyên 793,

Thừa Thiên Huế 251, Quảng Nam 251, Phú Yên 236, Thanh Hóa 226, Bà Rịa Vũng Tàu 197, Hải Phòng 132, Khánh Hòa 119, Kiên Giang 116, Long An 94, Bình Thuận 90, An Giang 88, Trà Vinh 87, Bạc Liêu 67, Ninh Thuận 36, Con Tum 27, Sóc Trăng 23, Cần Thơ 22, Đồng Nai 21, Đồng Tháp 15, Hậu Giang 10 và Tiền Giang 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Hà Nội giảm 695, Bắc Giang giảm 546 và Yên Bái giảm 507. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Lâm Đồng tăng 601, Hồ Chí Minh tăng 193 và Bình Dương tăng 187. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 46.131 ca trên một ngày. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.169.929 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 102.850 ca nhiễm.

Bắc Giang 372.998. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là 41.857 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 8.497.532 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.551 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.070 ca, thở oxy dòng cao HFNC 237 ca, thở máy không xâm lấn 41 ca, thở máy xâm lấn 201 ca, ECMO 2 ca. Số bệnh nhân tử vong tính từ 17 giờ 30 ngày 8 tháng 4 đến 17 giờ 30 ngày 9 tháng 4 ghi nhận 26 ca tử vong tại Đắk Lắk 7 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 4, Bạc Liêu 2, Kiên Giang 2, An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Làng Sơn, Vĩnh Long, mỗi tỉnh có 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 33 ca, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.794 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49 và xếp thứ 3 trong các nước ASEAN. Sau cả tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN.